Yến Nhi thêm phát ngôn gây sốc, tự xếp ngang hàng với Hạng Mạc Tử và Vua Quang Trung, lòi lỗ hổng kiến thức. Tân Miss World Việt Nam 2023 Quỳnh Trần Yến Nhi liên tục gặp Hạng Thị Phi khi ồn ào của những vạ miệng cũ chưa kịp dứt, thì dân tình lại thêm xôn xao trước loạt phát ngôn kém duyên, đụng chạm đến những nhân vật lịch sử. Những ngày qua, cái tên của Hoa hậu Huỳnh Trần Yến Nhi đang là tâm điểm của sự chỉ trích, ném đá gay gắt từ cư dân mạng. Đăng quang cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia Miss World Việt Nam 2023, Yến Nhi giành được hào quang chưa được bao lâu thì đã bị cõi mạng dập cho tơi tả. Tuy nhiên, nguyên nhân cũng chính từ những vạ miệng phát ngôn thiếu suy nghĩ của cô mà ra. Theo đó, mỹ nhân gốc Bình Định Hoa hậu Huỳnh Trần Yến Nhi đã có màn trả lời phỏng vấn bị cho là pha tự hủy cực mạnh. Cụ thể, trong một buổi giao lưu với truyền thông báo chí sau đăng quang, Yến Nhi đã nói về những người đồng trang lứa, các bạn bè cùng sinh năm 2002 như cô. Người đẹp tự hào về bản thân, khi lứa tuổi còn trẻ như này thì Yến Nhi đã có được danh hiệu Hoa hậu. Đó là sự cố gắng của cô trong khi những bạn bè khác thì chỉ lo đi uống trà sữa chơi bời. Chưa hết, mới đây Thị Phi lại bủa vây Yến Nhi khi loạt hình ảnh bị nhận xét là hậm hĩnh khác người của cô cùng hai á hậu bị tràn lan trên mạng. Theo đó, dân tình đã thi nhau la ó bởi các nàng hậu bị bắt gặp diện trang phục như đi tiệc, váy áo thức tha, đeo sash và đội vương miện để đi trao quà từ thiện ở thẩm mỹ viện. Dù đã được đính chính chỉ là hoạt động trả quyền lợi cho nhà tài trợ, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đến hình ảnh của các người đẹp. Phía đơn vị quản lý cũng cho biết thêm hoa hậu và hai á hậu đến đây ghé thăm văn phòng và ban giám đốc bệnh viện, do trang phục như vậy là phù hợp, giống như ghé thăm văn phòng các nhãn hàng khác. Trong chương trình, các bạn sẽ được đưa đi tham quan tại các khu vực cho phép để tìm hiểu không gian, cơ sở vật chất của bệnh viện. Sau những sự cố trên, dù đã có những lời lên tiếng xin lỗi khóc lóc giải thích, nhưng dường như Yến Nhi vẫn không hề nhận được những sự cảm thông, làn sóng kêu gọi tẩy chay, quay lưng hàng loạt với nàng hậu lại diễn ra gay gắt hơn. Cô cũng là hoa hậu đầu tiên trong lịch sử khi chỉ mới đăng quang hơn một tuần lại đã thu về hơn 300.000 người gia nhập vào group anti, một con số cực khủng mà nhìn vào cũng phải thật sự choáng váng. Nhớ Tam Bảo Thị Phi thì mới đây, netizen Việt lại phải sốc hơn nữa trước màn trả lời phỏng vấn hết sức kém duyên của Nhi, tiếp tục cho ra đời thêm phát ngôn tự hủy xứng đáng nhận gạch đá. Theo đó, khi được MC hỏi câu hỏi vui rằng hãy kể tên ba người nổi tiếng tại quê hương Bình Định, Yến Nhi đã ngay lập tức có màn ứng xử gây sốc toàn tập. Theo đó, nàng hậu đã vô tư kể tên của cô, tự nhận là người có sức ảnh hưởng lớn. Sau đó, Yến Nhi còn khiến dân mạng ném đá dữ dội hơn nữa khi cô tự xếp bản thân ngang hàng với hai nhân vật còn lại, kể tên nhà thơ Hạng Mạc Tử và Vua Quang Trung. Nhiều người đã ngay lập tức cho rằng cô có màn kể tên quá khập khiễng bởi đã quá tự tin và nổi tiếng khi chỉ mới vừa đăng quang hoa hậu. Hơn nữa, càng không thể để bản thân đứng ngang với những nhân vật lịch sử tiếng tăm. Chưa hết, lỗ hổng kiến thức của Yến Nhi cũng bị dân tình soi ra được, bởi vốn dĩ Hạng Mạc Tử sống ở Bình Định nhưng quê gốc của ông là ở Quảng Bình. Đây là kiến thức cơ bản mà dường như ai cũng đã nắm rõ. Việc một hoa hậu như Yến Nhi lại có phát ngôn sai trái, nhất là về nhân vật lịch sử như trên, là điều khó có thể chấp nhận. Hiện những phát ngôn trên của Yến Nhi lại tiếp tục bị mang ra làm chủ đề để netizen ném đá gay gắt. Trước sức mạnh của cộng đồng mạng, sự công kích quá lớn từ netizen, nhiều fan cũng đưa ra nhiều lời khuyên cho Yến Nhi, mong cô có những phát ngôn lời nói đúng chuẩn mực hơn, tránh gây ảnh hưởng đến danh tiếng cùng danh hiệu mà mình đang nắm giữ.